Vâng, em xin chào quý vị và các bạn nhá. Này tiếp tục em lại vừa mới bán một con FX9 Plus nhá. Vâng, nhưng mà không may gọi là em lại bán cho anh khách hàng này lại đi nước ngoài. Đâm ra là bây giờ thì là gọi anh ấy cũng không được bởi vì anh ấy đang đi sân bay mà. Vâng, cái con này sáng vừa mới bán cho anh xong để anh đi mang sang nước ngoài để anh ca hát nhảy múa. Đây là cái vỏ của em con FX9 Plus này. Vâng, thế nào mà mấy cậu nhân viên lại đóng nhầm lại thành con vỏ thì lại vỏ limited, còn lại bên trong thì lại hàng Plus. Đấy, đây nhá. Đây là con FX9 Limited này. Đấy, con này thì của nó là bên ngoài thì là khách hàng lúc xem hai con đấy, nhưng mà khách hàng thích cái kiểu nháy kia. Vâng, thôi em con này em xả bán thanh lý nhá. Đấy, em bỏ ly lông ra này. Ok nhá. Vâng, 10 người thì 9 người thích con Limited, thế bỏ ra giới thiệu con Limited này thì không hiểu sao mà đúng là người nước ngoài. Vâng, người đi nước ngoài lại thích cái kiểu dáng của Plus, thế là lấy luôn Plus. Đấy, trong khi đó hàng chục khách khác thì lại cứ thích Limited thôi. Thế là nhà em thì lại thôi máu quá cứ giới thiệu Limited, cuối cùng thành ra đóng nhầm vào. Đây nhá. Hàng này là hàng của công ty V Audio nhá. Vâng, đây có số điện thoại các thứ đây để quý vị đây có mã quét để hàng chính hãng nhá. Để quý vị có thể kiểm tra trực tiếp trên hãng được luôn là hàng chính hãng hay không nhá. Đấy, mua về size đền tiền 100 lần luôn nhá. Đây. Đấy, mặt sau của nó đây. Đấy. Đây, tem đây. Tem của công ty Vero nhé. Đấy. Đây, dưới đáy đây. Quý vị có thể xem rất nhiều video ở trên các cái kênh video để người ta quay, người ta giới thiệu hàng chính hãng các thứ nhé. Đấy. Con này thì hát hò khỏi phải nói rồi, đỉnh cao luôn nhá. Cái dòng này hát hò của nó là đỉnh cao luôn, không phải suy nghĩ. Con này có nhiều hàng nhái quý vị nhé, quý vị nên lưu ý có rất nhiều hàng nhái. Vâng, nhà em cam kết bán hàng chỉ bán hàng chính hãng thôi, không bán hàng nhái nhiệt gì cả, mất thời gian. Đấy. Có số điện thoại của hãng đây, quý vị có thể check lên trên hãng để biết là làm thế nào phân biệt hàng chính hãng là cách thứ nhất. Cách thứ hai là quý vị có thể xem ở trên rất nhiều các video nhá, là hàng chính hãng thì như nào. Đây có cả series các thứ đầy đủ đây nhá, đầy đủ hết luôn. Đấy. Đây kèm theo là cái anten nhé. Con này của nó là 1.950.000. Vâng, tuy nhiên nhá, tuy nhiên mình thôi nhầm vỏ thì em phải đành bán lỗ nhá. Con này bán thì nói thật quý vị được 100.000 bạc, chả được bao nhiêu, bán gọi là cho vui lời lãi gì nhá. Đấy, con này em bán luôn đấy, hàng mới cứng nhá, bảo hành 12 tháng nhá. Đấy, bảo hành 12 tháng nhá. Quý vị cào và kích hoạt bảo hành nhá là được bảo hành 12 tháng nhá. Đấy. Cam kết bán hàng chính hãng size đền tiền luôn. Quý vị cầm con này nhá, mang về cào kích hoạt bảo hành xong vác lên trên hãng luôn nhá, nhận biết luôn là hàng chính hãng hay không nhá. Đấy, size nhà em đền tiền. Con này thôi em bán xả lỗ nhá. Con này em bán của nó là đành phải bán đau buồn vậy. 1.650.000. Vâng, quá đau buồn luôn. Đấy, tự dưng buôn bán lỗ nãy nhày chết dở em không nghĩ. Đấy, hàng mới cứng cứng khựng nhá. Đây. Đấy. Đấy. Chưa kích hoạt bảo hành đâu nhá. Đấy. Chỉ có mỗi cái là gọi nhà nhầm lẫn một cách tai hại. Vâng, đóng mỗi nhầm cái vỏ không thành ra lỗ mất mấy trăm nghìn. Ok nhá, 1.650.000 con này nhá. Quý vị nào lấy alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ 57A Phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Quý vị em có mỗi con này thôi nhé. Vâng. Quý vị nào lấy thì khẩn văn chương nhé. Đấy, vì những cái dòng này con này là con cũng gần như là con cuối luôn rồi. Hôm nay còn hai con thì bán cho một con ông khách đi nước ngoài. Còn một con này nữa. Vâng. Giá rẻ quá đi nhanh hết. Vâng. Tuần vừa rồi em bán cũng khoảng tầm 30 40 con thì khách hàng đến lấy nhiều nhá. Ok. Quý vị nào lấy thì xin vui lòng chuyển khoản hoặc đặt cọc cho em nhé. Em không nhận miệng đâu. Vâng, con những con này không nhận miệng, bán cho nhanh thôi nhá. Đấy. Đóng nhầm mất luôn này. Đấy. FX9 Limited này đi đóng vào cái Plus này đây. Của bên
công ty, con này là nhập khẩu của công ty âm thanh số nhá. Đấy. Đấy, kể cả con nét là cái công ty V Audio là một phần của công ty âm thanh số thôi nhá. Đấy, quý vị có thể gọi điện lên hỏi là biết ngay, vẫn cùng một chủ sở hữu, cùng một người đại diện. Đấy. Và công ty âm thanh số là một trong những công ty mà nhập khẩu các rất nhiều các thiết bị. Ok nhá. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.